Anh em mua hàng thì anh em sẽ được là ưu tiên về cái giá cả cũng như là tối ưu về các cái kênh bán hàng. Chúng tôi sẽ không phải qua nhiều kênh bán hàng mà chúng ta sẽ mua trực tiếp tại công ty để giảm thiểu được cái chi phí, giá thành và tăng thêm được cái lợi nhuận. Chào mừng bạn đến với kênh YouTube của anh Sắt Thép và tôi là chuyên gia trong lĩnh vực sắt thép. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho em cái báo giá cũng như là ứng dụng của cái tôn xốp này cho anh em. Và báo giá tôi sẽ để ở phần cuối video. Và anh em hãy nhớ là đăng ký kênh YouTube của anh Sắt Thép và hãy nhớ là bấm vào nút chuông để nhận được những video sớm nhất từ anh Sắt Thép các bạn nhé. Và cái tôn xốp này có lẽ là sản phẩm quốc dân hiện tại bây giờ, có thể áp dụng cho rất là nhiều những cái công trình, từ nhỏ đến lớn, những công trình dân dụng đến công trình. Thì cái tôn xốp này sẽ là ứng dụng như thế nào? Như anh em cũng nhìn thấy ở đây, tôn xốp nó được gọi là tôn, có người gọi là tôn xốp, có người gọi là tôn lạnh, có người thì gọi là tôn chống nóng, có người thì gọi là tôn ba lớp, thì nó đều gọi chung một cái tên là tôn xốp chống nóng thôi anh em nhé. Thì cái sản phẩm này nó được ứng dụng vào trong, thứ nhất là để lập mái, thứ hai là làm những cái phòng lạnh, và thứ ba là có thể là chúng ta làm những cái vách tường, chúng ta có thể làm những cái vách tường luôn cũng được đấy. Và sản phẩm này thì hiện tại đang có rất nhiều những quy cách hàng hóa khác nhau, từ 11 sóng như anh em nhìn ở đây này, là hàng 11 sóng này sẽ dành cho là dân dùng. Đây em có thể quay gần vào đây, 11 sóng này sẽ dành cho dân dùng. 11 sóng là như thế nào? Đây anh em đếm này, 11 sóng này. Còn hàng 6 sóng sẽ dành cho công trình. Và ở công ty Tôn Thép Hương Thịnh thì có rất là nhiều đa dạng màu sắc, kích thước, độ dày và thương hiệu khác nhau. Xíu nữa anh em mình sẽ xuống dưới kho để xem là cái mặt hàng anh em sẽ được lựa chọn là gì. Và tại đây thì công ty Tôn Thép Hương Thịnh và anh Sắt Thép rất là tự hào khi là nhà phân phối cũng như là nhà sản xuất chính của Tôn Thép Phương Nam, và cũng là đơn vị sản xuất trực tiếp. Nên là khi anh em mua hàng thì anh em sẽ được là ưu tiên về giá cả cũng như là tối ưu về các cái kênh bán hàng. Chúng tôi sẽ không phải qua nhiều kênh bán hàng mà chúng ta sẽ mua trực tiếp tại công ty để giảm thiểu được cái chi phí, giá thành và tăng thêm được cái lợi nhuận. Như anh em cũng nhìn thấy là tại công ty thì anh Thép đã đầu tư rất nhiều về máy móc dây chuyền hiện đại, như là dây chuyền cán sóng và dây chuyền full PU trực tiếp tại nhà máy. Và đây cũng là những cái dây chuyền hiện đại nhất, giúp cho cái sản phẩm da thứ nhất là nó đẹp, thứ hai nữa là nó ổn định về cái chất lượng, và thứ ba nữa là nó không phải qua kênh bán hàng mà mình sẽ mua được trực tiếp tại nhà máy, thì cái giá nó vô cùng là hợp lý. Và bây giờ tôi sẽ xuống dưới đây, tôi sẽ cho anh em xem là cái mặt hàng mà công ty Tôn Thép Hương Thịnh đang phân phối. Ở đây nó có rất là nhiều những cái mặt hàng khác nhau, từ dày mỏng, màu sắc rất là nhiều. Thì anh em có thể nhìn thấy ở đây này, ở đây là tôi đang phân phối những cái mặt hàng chính, tôn hoa sen, tôn Việt Nhật, tôn Vitech, tôn Eco, tôn Việt Pháp, và có rất là nhiều những cái size từ 0,3 đến 0,45. Thì đấy là những cái size thông dùng. Nếu mà anh em mà quan tâm đến size dày hơn từ 0,5 đến 0,6 thì anh em có thể order riêng đối với những công trình lớn. Và với cái màu sắc thì rất là đa dạng, từ màu xanh, màu đỏ thì là màu quốc dân rồi, rất là nhiều người sử dụng. Nhưng mà ngoài ra thì sẽ có cả màu trắng, màu xám, hoặc có cả màu xanh dương, cộng thêm là có cả hàng tôn kẽm nữa anh em nhé. Đây tôi sẽ chia sẻ, tôi sẽ cho anh em xem cái màu tôn kẽm. Ở đây thì rất là nhiều đa dạng cái mặt hàng khác nhau. Đây, cái sản phẩm tôn kẽm rất là đa dạng và ứng dụng cho rất là nhiều những cái sản phẩm.
và nhu cầu khác nhau của khách hàng. Đấy, như anh em cũng nhìn thấy, ở đây thì sản xuất liên tục, mặt hàng thì rất là nhiều và đa dạng. Và nếu anh em là đại lý hoặc đơn vị thi công mà quan tâm đến sản phẩm này thì có thể liên hệ với anh Thép có thể tư vấn và báo giá cho anh em. Và cái giá thì anh Thép sẽ xin phép là ghim trên màn hình để cho anh em có thể tham khảo. Anh em có thể dừng lại cái khúc này để anh em có thể tham khảo. Và cái giá thì nó biến động theo từng ngày. Nếu mà anh em mà quan tâm thì có thể liên hệ với anh Thép để anh Thép mà và anh Thép và đội ngũ có thể là tư vấn và báo giá cho anh em theo giá tốt nhất trong cái ngày hôm đấy. Và nếu mà anh em thấy video này hay thì hãy like, share và đăng ký kênh để nhận được nhiều những video hữu ích sớm nhất anh em nhé. Xin chào.